Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái tính năng mới trong bản Windows 10 Technical Preview, số hiệu build là 10041. Thì đây là cái bản build mới vừa được Microsoft phát hành sáng nay. Rồi mình sẽ cho các bạn xem là nó có những cái điểm mới nào đáng chú ý. Đầu tiên là cái màn hình thiết lập ban đầu. Thì cái màn hình này nó gọi là Out of Box Experience. Thì các bạn có thể thấy trên video đó là nó có những cái điểm mới đáng chú ý là cái vòng tròn có dấu hiệu phần trăm ở giữa. Thì cái dấu hiệu phần trăm này nó sẽ cho bạn thấy được là cái quá trình thiết lập nó đang diễn ra tới mức nào rồi. Chẳng hạn như là 76% hay là 100% thì bạn nhìn và bạn biết. Và bên dưới bạn có thêm một số cái quy trình con, ví dụ như là configuration PC hay là setting up gì đó. Mỗi bước như vậy cũng sẽ có cái dấu hiệu phần trăm riêng của nó để bạn biết cái quá trình cài đặt của các bạn nó đang diễn ra tới mức nào. Rồi, tiếp theo là cái màn hình đăng nhập mới. Thì màn hình đăng nhập mới này, các bạn có thể thấy là nó có cái avatar hình tròn thay cho hình vuông trước đây. Thực chất thì build 9926 hồi đó bạn có thể kích hoạt thủ công cái giao diện login mới này. Nhưng mà lên tới bản build 10041 thì Microsoft họ tinh chỉnh nó lại cho đẹp hơn, châu chuốt hơn, mấy cái hộp nhập password này nọ cũng được thay đổi luôn. Sau khi mà đăng nhập vào Windows thì bạn có thể dễ dàng thấy được một cái điểm mới, đó là Start menu nó trong mờ. Đó, các bạn thấy ở đây là Start menu, bên dưới các bạn thấy được cái hình nền của mình. Hoặc là nếu bạn đang mở những cái cửa sổ thì bạn sẽ thấy luôn. Khá là đẹp, đây là một tính năng mà Microsoft từng trình diễn trước cả khi build 9926 ra đời. Nhưng mà lúc build 9926 ra thì chúng ta không có cái tính năng trong mờ này. Ngay cả khi bạn thu nhỏ thì cái tính năng này nó vẫn áp dụng được luôn. Đó, bạn để ý có cái cánh hoa nó mờ mờ bên dưới. Mới. Thì Task View là một cái chế độ chạy đa nhiệm. Ở đây mình thử mở một số cái cửa sổ lên cho các bạn xem. Thì Task View là cái tính năng chạy đa nhiệm mới của Windows 10. Thì có lẽ các bạn cũng không còn lạ gì với lại cái tính năng này. Nhưng mà điểm mới trên cái Windows 10 build 10041 này, đó là bạn có thể dễ dàng kéo thả những cái cửa sổ của mình vào những cái desktop ảo khác nhau, thậm chí là tạo mới. Chẳng hạn như bây giờ mình kéo cái cửa sổ Internet Explorer này vào cái All New Desktop, thì lúc đó bạn thấy là nó sẽ tạo thêm một cái desktop thứ tư, và ngay lập tức cái cửa sổ của mình nó được chuyển qua đây. Nếu mà bạn phải làm việc với nhiều cửa sổ khác nhau, bạn cần hỗ trợ nhiều khách hàng, hay là bạn vừa phải mở một số cửa sổ để nghe nhạc, một số cái desktop để làm việc này nọ, thì cái thao tác này sẽ giúp bạn được rất là nhiều. Và một cái điểm thay đổi đáng hoan nghênh nữa, đó là khi bạn nhấn vào cái biểu tượng Network ở trên thanh taskbar thì bạn sẽ thấy được cái mạng mà mình đang kết nối vào là gì. Bởi vì ở đây mình đang chạy máy ảo cho nên nó không hiện ra những cái mạng wifi, chứ bình thường là dọc theo những cái ô này nó sẽ là những cái mạng wifi mà máy chúng ta bắt sóng được, kèm theo một số cái nút setting bên dưới, và nếu bạn có thiết lập VPN thì cũng truy cập được luôn. Đi vào phần setting của hệ thống thì phần setting có gì mới? Đây là cái giao diện setting trước đây các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà nếu bạn đi vào từng cái mục nhỏ thì bạn sẽ thấy được một cái hình, cái link game. Cái link game này nó sẽ có tác dụng là đưa cái mục tùy chỉnh của mình ra màn hình Start. Ở đây, bạn có thể thấy được là mình game phần Personalization, phần Lock Screen. Thì đây là cái biểu tượng Lock Screen nó cũng đã hiện ra. Tương tự trước đây mình cũng đã thử nghiệm với lại cái mục VPN hay là Ethernet. Thì nếu bạn cần truy cập thường xuyên vào một số cái mục thiết lập nhất định thì bạn có thể thực hiện rất là nhanh ngay từ màn hình Start này, không có phải vào setting nữa. Rồi, tiếp theo là cũng trong phần setting này, nhưng mà mình muốn nói đến cái khả năng cập nhật của hệ điều hành. Thì ở cái phần Windows Update này, nếu bạn vào Advanced Option và chọn cách download bản cập nhật thì bạn sẽ thấy thêm một số hai cái tùy chọn mới. Đó là cho phép tải từ những cái máy PC khác trong cùng mạng nội bộ hoặc là những máy PC trên Internet. Thì tính năng này có nghĩa là như thế nào? Chẳng hạn như trong nhà bạn có 3 người, mỗi người một cái máy tính. Bình thường với Windows 10 build trước hoặc là những cái thế hệ Windows trước thì bạn sẽ, nếu mà Windows có update thì bạn sẽ phải tải về từ Internet hoặc là từ máy chủ của Microsoft cả 3 máy luôn, cho cả 3 máy, và bạn phải lần lượt làm rất là tốn thời gian. Còn bây giờ với Windows 10 build 10041 và cả trong Windows 10 chính thức sau này, bạn sẽ được quyền cập nhật chỉ một máy duy nhất. Tức là bạn chỉ cần xài Internet để download một máy thôi. Sau đó những cái máy tính khác trong mạng nội bộ của bạn sẽ sử dụng giao thức ngang hàng peer-to-peer để mà lấy cái bản update đó qua và cài đặt. Thì tốc độ lúc đó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc tải từ Internet về. Nếu bạn nào mà xài gói cước thuê bao của nhà mạng mà trả theo dung lượng thì đảm bảo là nó sẽ tiết kiệm được nhiều hơn cho các bạn. Và cái khả năng cuối cùng đó là
ứng dụng Photo đã hỗ trợ ảnh RAW. Đây là một cái file RAW mình lấy từ cái chiếc máy ảnh của mình, và đây là ảnh RAW của Sony định dạng là ARW. Thì bạn thấy là cái ứng dụng Photo này nó có thể hiển thị trực tiếp cái file RAW này, nhưng mà không cần cài thêm bất kỳ cái plugin hay là cái phần mềm nào khác. Microsoft họ nói là hãng đã hỗ trợ một số cái nhà sản xuất. Microsoft nói họ đã hỗ trợ file RAW của một số nhà sản xuất camera lớn. Thì nếu mà các bạn cứ sử dụng thử và nếu mà bạn không mở được cái file RAW nào đó thì nhớ góp ý cho Microsoft. Cái khả năng hiển thị file RAW cũng rất là tốt, tốc độ chấp nhận được. Mình nghĩ là lúc mà mình chạy bằng máy thật thì nó sẽ nhanh hơn. Đây mình chạy máy ảo cho nên tài nguyên nó cũng hạn chế. Hình ảnh này nọ thì rất sắc nét. Rồi, đó là sơ sơ những cái tính năng mới của Windows 10 10.0.41. Thì vẫn còn thiếu một số cái tính năng, ví dụ như là trực diện Spartan hay là Sky phiên bản mới. Thì hy vọng sẽ sớm được trải nghiệm nó trong những cái đợt cập nhật kế tiếp. Microsoft nói là mùa hè này sẽ ra mắt chính thức. Còn từ đây đến đó thì cứ khoảng một tháng thì chúng ta sẽ có được một bản update một lần cho những người dùng nào đang xài Windows 10 Technical Preview. Xin cảm ơn các bạn.